Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Beku và bộ đôi cá ngựa sẽ bước vào vòng đối đầu.
Bây giờ chúng ta hãy dành cho nhau những cái ôm chúc may mắn, bởi vòng sau là một chúng ta buộc phải chọn ra tấm vé cuối cùng. Xin mời vị đó đen hãy đưa các nhân vật chúng ta vào trong nghỉ ngơi và chuẩn bị cho màn đối đầu ạ. Xin mời. Và thưa quý vị, đây là vòng đối đầu giữa cá ngựa đôi và cừu bông. Đây là tiết mục tam ca lần đầu tiên tại sân khấu The Masked Singer luôn. Rất là không biết là người ta sẽ hát như thế nào. Dạ. Và bài hát cá ngựa đôi và cừu bông đối đầu đang sở hữu trên 100 triệu lượt nghe. Và đây là một sáng tác của Andy Nam Trương, Tỉnh Cùng Nỗi Nhớ. Hỏi anh là anh có còn yêu em.
Cá Ngửa Đôi ạ. Đáng yêu quá, hát hay quá. Hát đôi đã khó rồi, bây giờ hát cả ba mà mình nghe rất là dễ chịu, rất là nương vào nhau luôn ấy. Và quan trọng là hai cái bạn ngựa đó. Hai bạn cá ngựa. À, hai bạn cá ngựa. Khi hai cái bạn hát chung á, cái quãng rộng, hai cái giọng này nó quyện nhau lắm, cho nên là hai bạn có thể tung tẩy được. Và đặc biệt nữa là mình thấy là bạn Cù Bông mọi thứ chắc chắn và âm thanh nó đẹp tròn nhiều hơn. Em thấy đây là một phần biểu diễn rất là hòa quyện với nhau. Mọi người không có tâm lý chiến đấu mà là cùng nhau thăng hoa ở trong một bài hát. Khi mà mọi người biết nương nhau thì mình thấy ca khúc nó cũng nhẹ nhàng, nó tròn trịa và nó nhiều cảm xúc hơn. Thật sự là bọn không đoán ra được bạn cá ngựa cam. Cá ngựa xanh mới khó nè. Cá ngựa xanh này là khó nhất. Em chỉ muốn biết ông em nói nhỉ. Thôi em... thôi mà. Bà đòi nói hoài vậy chứ mà cá cam kia. Để giờ thấy em thấy nha, bên đây em rất tăng động. Đây là cù tượng. Cù tượng. Em chia sẻ xíu. Cù nói đi cù. Em mới hút cù bún bò. No quá. À, no quá hụt hơi. Trời ơi, cù đã ăn bò là thấy ghét rồi nè. Đó. Em vừa hút cái sọt cái nguyên cái cục giò nó cấn trong cần cổ xem lấy hơi được. Được nữa. Ờ, mấy em. Là... luôn á, cái này mà em rớt mẹ chị em bỏ bún bò luôn. Mà lý do rớt cũng đau lòng chứ bộ. Rớt gì cục giò và cộng rau muống. Tức ghê luôn. Nhưng mà khoan, chừng khoảng chừng là 2 giây. Tại sao thí sinh không được ăn mà ban giám khảo nãy ăn quá chừng ăn? Tại tụi không phải lộ diện. Kỳ thị, hội đồng cố vấn. Thi. Loại. Kiếm chuyện, loại. Và bây giờ, lượt bình chọn đầu tiên sẽ dành cho hội đồng cố vấn. Chọn ai ta? 5 4 Em rất chắc chắn 3, trong sự lựa chọn của mình. 2 Chọn rất nhanh. 1 Hết thời gian bình chọn. Và bây giờ xin mời 99 khán giả ra trường quay bình chọn. Và hết thời gian. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật tổng kết quả và tìm ra tấm vé cuối cùng sẽ thuộc về ai? Cá Ngựa Đôi hay Cù Bông? Họ là ai mà khán giả đang muốn chiêm ngưỡng giọng hát thật của họ như thế nào? Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của tập 2 công bố kết quả và lộ diện.